bay ơi không tốt thôi. Cái công thức cơ bản nhất để nói dẹp Đà Nẵng là gì? Méo mỏ. Méo mỏ vậy hả? Vậy đi nha. Tự nhiên hôm nay hát mưa kỳ nó trời. Tự nhiên hôm nay hát. Hôm nay hả? Hôm nay hát mưa kỳ nó trời. Hôm nay hát mưa kỳ nó trời. Đi hay nay? Đâu có dặn. Đi hay nay? Đi. Tự nhiên hôm nay tháng mưa kỳ rứa, tháng mưa kỳ rứa trời, kỳ rứa trời trời hả? Trời. Tự nhiên hôm nay tháng mưa kỳ rứa trời. Đúng rồi. Rồi gì nữa, câu nữa coi. Sớm đi nghe món chi, sớm đi mi ăn món chi, sớm đi mi ăn món chi. Đúng rồi. Gì nữa, thấy đồ ăn ở đây không hả? Thấy đồ ăn ở đây không hả? Thấy đồ ăn ở đây ngon không? Mời nè. Có ước chi thầy Bèo ra Đà Nẵng lẹ nữa. Cái gì vậy bà nội? Tôi ước gì thầy Bèo ra Đà Nẵng lần nữa. Mời nè. Ông đừng có đi đâu. Lát xe lơ tôi buồn quá. Sao lát xe lơ hả? Xa lát xa lơ. Trời ơi chưa. Gì nữa, câu nữa coi. Mày ăn cái gì mà xóa nên mày đẹp che ghê lắm mày. Mi ăn cua chi, cua chi. Cua ăn cua chi mò xem đi. Mi đẹp che rứa mi. Mi đẹp che ghê lắm mi. Đẹp che ghê rứa mi hả? Đẹp che mà ghê rứa. Đẹp em. Mi ăn cua chi mò xem đi. Mi đẹp chưa? Chưa ghê rứa mi. Mi ra Đà Nẵng, mi ở mô mình ăn ta không biết. Mi ra Đà Nẵng, mi ở mô. Ở mô mà ăn ta không biết. Mà rang to không biết. Mời đẹp. Mi thấy Đà Nẵng đón sáng Việt Nam không? Bây giờ cảm giác nó nhức cái đầu. Ok, nói lại. Ông Trần nhã vừa thiên hạ khác bốn phương đi. Không biết gì hết. À, do biết tóc to mà đen ông lượng không biết nhã vừa nữa.